chẳng cần máy móc, cũng chẳng cần dao hay dụng cụ sắc nhọn nào. Chỉ với hai thanh tre, một chiếc thớt gạch cùng đôi tay thanh thoát, cao thủ sắc bánh canh miền Tây này đã biến hóa khối bột nhào thành những sợi bánh canh mỏng dài, nhanh như chớp. Nếu nói về hương vị bánh canh thì có lẽ xe bánh của chị Huỳnh Thị Ngọc Ánh, 48 tuổi, ở phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang không quá khác biệt so với nhiều quán bánh canh miền Tây khác. Điều đặc biệt là nằm ở cách mà bà chủ xe bánh canh tạo ra những sợi bánh dai, nhỏ và đều tăm tắp. Đặt cục bột đã nhào lên tấm thớt gạch, chị Huỳnh Thị Ngọc Ánh dùng hai thanh tre, một thanh giữ đè lên bột, thanh còn lại thay con dao sắc bột ra thành từng sợi nhỏ. Chỉ trong ít phút, cục bột to ban đầu đã được chị nhanh tay xử lý gọn gàng. Mình nghề bột à, mình gạo thì mình mặn từ gạo đi ra, mà mình nghề bột á thì nó phải mịn dai, nó không có quấn cục á mình mới làm được. Chứ mà nếu mà như cái trời này, trời mưa gì nè, là bột nó cứng rồi nó chảy khó sắc hơn. Cái lúc mà trời nắng thì bột dẻo sắc mau lắm, sắc chút xíu là rồi. Trời mưa được phải sắc nó hơi mệt hơn. Cái 7 kg là tôi sắc như kiểu như là mấy cái ngày mùa nắng đồ á, mùa không có mưa á thì tôi sắc tầm chừng 1 tiếng hoặc là 1 tiếng 10 phút. Rồi nếu mấy mùa mưa này là tôi sắc 1 tiếng rưỡi. Hàng ngày, chị Ánh để xe bánh canh đi bán ở trước cổng bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang để chuẩn bị nguyên liệu. Mỗi ngày, chị dậy từ 4 giờ sáng để nấu nước, nhào bột và sắc bánh. Theo chị Ánh, dù việc sắc bánh nhanh hay chậm tùy thuộc vào độ quen tay, sức khỏe và dụng cụ, nhưng thời tiết cũng có vai trò không nhỏ. Hôm nào mưa, độ ẩm cao, bột sẽ dễ chảy nên khó sắc hơn hôm nào trời khô ráo. Phương pháp sắc bánh và nghề nấu bánh canh đã theo chị Ánh từ thuở nhỏ khi chị theo mẹ ra chợ bán. Gần 30 năm qua, chị vẫn luôn tự mày mò để sắc bánh canh nhanh hơn và gia giảm cho hương vị ngon hơn từng ngày. Hồi nhỏ thì tôi bán với mẹ tôi, rồi lớn lên là tôi có chồng rồi tôi đi bán. Tôi mặn, mẹ dạy thì tự mặn đi bán là 29 năm. Hồi đó gánh, hồi đó đâu có đẩy đẩy đi được, gánh không mà, đá lơm chơm đâu có đẩy đi được đâu. Rồi mình gánh đó, gánh hai nồi bánh canh nặng lắm. Rồi bán, rồi bắt đầu sau này cái đường trường yên ấy mới đẩy xe bánh canh đi bán, mới đẩy được. Để tăng hương vị cho bánh canh, chị Ánh còn cho thêm nước cốt dừa vào nước dùng. Bánh canh mặn được chị xào nhân với tép, thịt băm, còn bánh canh ngọt được chị pha thêm đường thốt nốt để ăn ngon hơn. Ngoài ra, còn có cả bánh canh chay với nhân tàu hũ. Dù không chế biến công phu thế, nhưng giá cả bánh canh bột sắc của chị Ánh lại cực kỳ bình dân, dao động từ 10.000 đến 15.000 đồng một phần. Thậm chí, ai mua 5.000, 7.000 đồng chị vẫn bán. Mỗi ngày, chị Ánh để xe bánh canh đến trước cổng bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang từ rất sớm. Ngày nào bán chậm, chị ráng len lỏi từ hẻm nhỏ ra đường lớn, cho đến khi hết bánh, chị mới quay về nhà. Thu nhập trung bình từ việc bán bánh canh của chị vào khoảng 250.000 đồng một ngày. Nửa đời người gắn bó với xe bánh canh, nhưng khi hỏi về truyền nhân nối nghiệp chị Ánh, chị biết cười trừ vì hai người con của chị ai cũng có công việc ổn định hơn. Còn riêng chị vẫn quyết thủy chung với nghề, giữ lửa cho hương vị bánh canh truyền thống đến khi hết khả năng. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.